Em cũng báo giá tổng hợp tất cả các cái xe mà đang có mặt tại nhà em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, đi báo giá xe mà phải đi xe đạp thì các bác biết rồi. Đây là chỉ đi gọi là giới thiệu cho các bác trước thôi. Còn đâu tí nữa thì em sẽ đi hết bãi để cho các bác cùng xem. Bên nhà em quy mô đến hơn 500 đầu xe các bác nhá. Vâng, mở rộng bãi ra và quy mô sẽ là hơn 500 đầu xe với rất nhiều các chủng loại, kể cả từ bán tải này, 4 chỗ, 7 chỗ, tha hồ cho bác lựa chọn luôn. Ví dụ như là bên này thì toàn là bán tải, còn phía bên này thì là toàn sedan thôi. Đấy, tất cả các mẫu sedan đang có mặt tại em thì có giá rổ hết rồi. Về là các bác chỉ có việc nghiên cứu xem là tầm tiền nào các bác vừa phải thôi nhá. Vâng, và bên em thì nói được không thiếu một cái dòng xe nào luôn. Tất cả xe đang có mặt tại bên em thì đủ các dòng từ bán tải 7 chỗ, 4 chỗ rồi Moling i10, tất cả những cái dòng hatchback là có hết. Đấy, không thiếu một loại xe nào. Nên là các bác cứ yên tâm mà tha hồ lựa chọn ở bên em Vũ Duy Ô Tô. Ui giời, đi trong bãi này thì nó hơi chật hẹp. Đấy, các bác có thể nhìn ạ. Quy mô bãi nhà em thì có rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Bãi xe rộng lớn lên đến 500 chiếc xe. Tha hồ để cho các bác xem xe và lựa chọn đấy. Và em thì đang đi đánh võng quanh bãi đây cho các bác xem. Và tổng hợp báo giá xe thì em sẽ sau cái video này tầm khoảng 2 phút nữa các bác nhá. Đấy, rất nhiều xe, đủ các chủng loại xe để cho các bác đến xem xe. Đấy, vâng, 4 chỗ, 7 chỗ có hết. Và như thường lệ thì nói chung là em giới thiệu đấy để các bác có thể hình dung được bãi xe em lớn như thế nào. Và bên em thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Vâng, và các bác chỉ cần điện thoại cho Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869 158 926. Em sẽ gửi hình video chi tiết cho tất cả xe ở bên bãi nhà em cho các bác để các bác cùng tham khảo. Đấy, làm sao mà các bác có được chiếc xe yêu thích cho mình. Và em khuyến cáo là bác nào mà đi một mình thì tốt nhất là dẫn vợ đi theo. Vì là khi mà các bác đã thích mà vợ các bác đã kết thì nói thật các bác chỉ có xong xe thôi. Thế nên là các bác cứ đến và xem xe thoải mái bên nhà em. Đấy, bên nhà em thì nói chung là bãi thì rất là rộng. Các bác cứ yên tâm, kiểu gì thì cũng lựa chọn được xe hết. Và xe thì nói chung là bên em có rất nhiều tầm giá từ 50 triệu cũng có, mà đến 700-800-900 cũng có. Rất nhiều các mẫu xe. Đấy, đi hết mấy phút đồng hồ mà chưa hết được bãi xe các bác. Quá là rộng lớn luôn. Vâng, xe cực nhiều. Và đấy là em đi lướt qua thế nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đi sau khi mà em cất xe xe đạp để gọi là đi bộ thì em sẽ báo giá chi tiết tổng hợp tất cả các mẫu xe bên nhà em Vũ Duy Ô Tô để cho các bác cùng xem và thưởng thức. Đấy, đi báo giá tổng hợp và phải đi xe đạp thì các bác biết là như thế nào rồi đấy ạ. Còn bên nhà em xe đạp thì không thiếu. Đây, tí em giới thiệu cho các bác mỗi con. Ví dụ cái con này là con Sava này là 40 củ nhá các bác nhá. Đấy, 40 củ con xe đạp Sava đấy. Thế còn bên này là mỗi con này là 43 củ, 47 củ này. Đấy, không cần phải nói điêu, các bác cứ tra, các bác chỉ cần tra Google là các bác biết ngay. Lui Gano, Sava, rồi Gian này. Đấy, vâng, toàn mẫu xe hàng tiền trục luôn. Nhưng mà thôi, để đi thì mình đi con vài triệu cũng được. Rồi, nói vậy thôi. Bây giờ thì ta sẽ bắt đầu đi vào báo giá tổng hợp ngày hôm nay. Vâng, hôm nay là một ngày cuối tuần và bên em Vũ Duy Ô Tô sẽ báo giá. Video này thì em sẽ lặp lại 3 ngày nhá. Nên là các bác đừng ngạc nhiên khi mà có video trùng. Một tuần em chỉ làm một video một lần nữa. Vâng. Một chiếc Forerunner bản XLS 2015. Con này thì đã khách đã cọc và đã ra biển rồi. 15C41010. Và con này thì thưa các bác là đã bán rồi, em sẽ không giới thiệu nữa. Chiếc CR-V 2009 biển 39 này thì giá nó chỉ có 389 triệu đồng thôi. 16M6839, một chiếc xe nhập đài, máy 2.0, xe đẹp, nội thất tươi, gầm bệ chắc chắn, máy số thì ngon. Con này thì nhập Đài Loan luôn nhá, 2009, form mới, một chủ từ mới luôn, 398 triệu đồng. Chiếc Chevrolet Park 2013 này thì đúng là bác nhanh tay đã cọc được ngay chiếc xe này rồi. Và ngày mai thì em sẽ giao xe cho bác ấy. Vâng. Rồi, bắt đầu từ chiếc Wai Chắc này đi.
Forerunner Wildtrak đời 2014 nhập thái máy dầu bản 3.2 số tự động hai cầu điện các bác nhá, biển 14C2626, con này biển siêu đẹp rồi. Vâng, một chiếc xe bán tải nắp thùng thấp, nội thất qua rất là đẹp, máy gầm chất, và con này thì đang bán với giá là 545 triệu đồng. Đây là một mẫu xe đẹp mà nói chung là cũng kén khách một chút. Đây này là những ai mà yêu thích những chiếc xe hầm hố và đẹp thì đây là một cơ hội cho các bác. Một chiếc xe vừa về xong, Forerunner đời 2016 bản XLT. Đây là một chiếc xe hai cầu điện. Vâng, hai cầu điện, máy gầm chất và con này đã form 2017 rồi. Biển 14C18842. Chiếc xe Forerunner 2016 này thì được độ đèn Domac, đấy, cản sau Cantech, xe đẹp, nội thất tươi. Máy đã được gắn thêm cả màn hình Android xịn sò. Và con này thì đang bán là 565 triệu đồng các bác nhá. Vừa về cửa hàng xong, nãy thì em cũng review con này rồi. Và bác nào cần chi tiết thì em sẽ báo giá thêm. Nissan Navara bản SL 2017, đăng ký là đầu 2018, một chủ từ mới, biển 97C02416. Con này là số sàn 2 cầu, vâng, số sàn 2 cầu, máy dầu 2.5. Và giá của nó là 525 triệu đồng, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android đầy đủ luôn. Đấy, form xe thì cực cứng luôn nhá. Dòng Nissan Navara là một dòng xe cũng người ta gọi là giá rẻ đấy ạ, 2017 nhưng mà giá chỉ có 525, bằng cái dòng này 2015. Vâng, giá nó nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy, giá rất rẻ. Mazda BT50 đời 2018 nhập thái máy dầu 2.2 số tự động nhá các bác nhá. Vâng, số tự động, xe cực đẹp luôn, biển 18C09332. Con này thì động cơ máy dầu 2.2, máy một cầu, số tự động. Đấy, dành cho bác nào mà đi trong thành phố nội đô, đi gọi là dùng bán tải để chở đồ bình thường thôi, không leo đèo lội suối, cứ chơi con này cho nó rẻ, kinh tế luôn. Máy dầu 2.2, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó khoảng tầm 7 lít dầu trên 100 cây đối với đường hỗn hợp. Vâng. Một chiếc Mazda BT50 đời 2013, con này thì cực đẹp luôn. Màu sơn xanh cũng khá là hiếm, biển số Quảng Ninh 14C08704 các bác nhá. Một chiếc xe hai cầu điện, máy dầu 3.2, mức tiêu thụ 8 lít dầu trên 100 cây. Con này số tự động luôn, bản full luôn, nhập thái, và chiếc xe này đang bán là 448 triệu đồng. Đấy, xe này cứng luôn đấy ạ. Vâng, xe cứng mà rất là chất luôn, 448 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Triton đời 2020. Con này thì led căng từng cm, biển 20C18151. Vâng, đây là một chiếc xe số sàn một cầu. Đấy, dòng xe này rất rẻ luôn, chỉ hơn 500 thôi, các bác đã sở hữu ngay được chiếc Mitsubishi Triton form mới này rồi. Con này thì bắt đầu lên form siêu nhân như các dòng Mitsubishi Xpander đấy. Vâng. Chết rồi, em nhìn cái chìa khóa kia mà mở cửa này không thấy mở, không biết là kiểu gì đây. Vâng, quả này lại được đi mời thợ khóa rồi. Bên nhà em thì rất là hay, nhiều lúc cứ để quên chìa khóa. Ai chà, may cho một chú em quên không khóa cửa. Cái này cũng là mình cứ cẩn thận thôi, chứ nói thật các bác, chứ nhiều lúc là xe nhà quá nhiều để quên chìa khóa là chuyện bình thường quá. Vâng. Đấy, Triton đời 2020. Đấy, xe còn đẹp bao zin luôn các bác, hơn 500. Ford Wildtrak nhá, vừa về cửa hàng xong. Vâng, đây là một chiếc xe bán tải hai cầu, độ cả đèn bui bi Fuji lẫn đèn LED rồi, hiện đại vô cùng, full kịch đồng hồ, động cơ máy dầu 2.3.2 bản full, số tự động, Android, điều hành sinh 2, biển 14C32264. Con này thì rất là nét. Hôm nọ nói thật các bác là bận quá, em chưa kịp review kỹ. Vâng, đời 2016 bản full, nội thất Wildtrak cao cấp luôn các bác à. Đấy, máy dầu 3.2 số tự động 2 cầu. Và con này thì dành cho dân chơi rồi. Vâng, giá của chiếc xe này thì đang bán là 698 triệu đồng các bác nhá. Chỉ 698 triệu đồng ạ. Hyundai i10 đời 2014, đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2015. Đấy, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, biển 15A23661. Và con này đang bán là 298 triệu đồng các bác nhá. Kia Cerato đời 2019, động cơ máy xăng 1.6 số tự động. Vâng, con này chạy có 4.9 thôi. À, ăn xăng ít và tiết kiệm. Vâng, biển 15A46377. Con này thì đang bán với giá là 568 triệu đồng. Một mẫu xe giá rẻ cho dòng Cerato. Vâng, 568 triệu đồng. Forerunner bản XLT 2013, máy dầu 2.2 số sàn, nhập thái. Con này thì biển 14C08896, một chủ từ mới luôn. Và chiếc xe này thì đang bán với cái giá là 425 triệu đồng. Máy khỏe, gầm cao, độ bi cầu, cực đẹp luôn. Đấy các bác nhìn này,
màu đỏ rất là thiết bắt mắt nhá. Và con này hai cầu xe rất là khỏe, dòng này chạy vô đối và nội thất của xe thì độ quay chắc rồi, nói chung là chả chê cái gì, xe cứng cáp vô cùng và giá là 425 triệu đồng. Ford Ranger bản XLS đời 2015. Vâng, con này thì form 2015 nó có chữ Ford này. Đấy, 2015, máy dầu nhập Thái một cầu, số tự động. Và chiếc xe thì mang biển Ninh Bình 35C1159. Con này thì giá là 485 triệu đồng. Nói thật các bác, chứ riêng về form thì em thích form này hơn là cái form này. Vâng, form 2015 là một cái form mà đúng là đánh giá thiết kế không được đẹp bằng 2016 hay là 2014 luôn. Nhưng mà form này thì được cái là trông nó hầm hố vì có chữ Ford rất là to. Đấy, nói chung là bác nào thích cái đời 2015 thì đấy, em có một con Ford Ranger bản XLT đời 2011. Vâng, máy dầu nhập Thái bản 2 cầu 2.5 số sàn biển 27C04894. Con này thì em đang bán với cái giá là chỉ có 339 triệu đồng thôi. Vâng, 339 triệu đồng nhá. Một chiếc bán tải XLT 2011, xe cứng cáp, biển số ngon, gầm bệ chắc và đăng kiểm đến tháng 8/2022. Bác nào mua thì khuyến mại cho bác nửa năm đăng kiểm nữa. Vâng, thoải mái cho bác luôn. Ford Ranger đời 2009 giá rẻ này. Một con này là số sàn 2 cầu ấy các bác nhá, biển 18C09823. Đang bán cái giá là chỉ có 295 triệu đồng thôi. Có nắp thùng cao, máy dầu ngon, gầm bệ chắc, xe cứng luôn, không có lỗi lầm gì, 295 triệu đồng. Ford Quajac 2010, máy dầu nhập Thái bản 2.5 số sàn 2 cầu, biển 29C69973. Đang bán là 308 triệu đồng các bác nhá, 308 triệu đồng. Ford Ranger bản XLT 2012, máy dầu 2 cầu, số sàn 2.2, biển 14C05588. Con này em đang bán là 379 triệu đồng. Màu sơn vàng cát đẹp luôn các bác nhá. 2012 form mới rất là đẹp, LED. Và dòng này nói chung là dòng xe bán tải giá rẻ cho các bác rồi. Mazda BT50 đời 2013, nhập Thái, máy dầu 3.2 bản full tự động luôn đấy ạ. Đấy, biển 23C03800. Con này thì được cái là chất vô cùng. Đấy, màu vàng cát rất là đẹp. Và chiếc xe này thì đang bán là 435 triệu đồng. Đấy, nói chung là xe bên em thì được, nói chung một ngày cũng được rửa được một lần. Thế nên là đâm ra là xe nào xe đấy bóng lộn luôn. Mình chăm chút xe cẩn thận mà. Vâng. Tiếp theo là một chiếc Triton đời 2011, nhập Thái, máy dầu 2.5, số tự động 2 cầu. Và con này thì đã rút hồ sơ rồi, giá là 358 triệu đồng. Đến đây thì nhiều bác hỏi và sao lại con nào cũng thấy nhập Thái, bán tải nhập Thái. Vì nói thật các bác, ở bên thị trường Thái Lan đấy ạ, dòng xe bán tải là cái dòng xe mà gọi là hot ở bên Thái Lan luôn. Vì là ở bên Thái Lan thị trường xe bán tải hầu như là mọi người đều tiêu dùng, chứ còn sedan thì ít. Thế nên đâm ra là cái dòng bán tải bán rất chạy, người ta sản xuất luôn ở bên đấy. Mà toàn hãng của Nhật với Mỹ thôi. Thế nên là các bác cứ yên tâm, mua dòng xe này toàn nhập Thái thôi. Vâng, Việt Nam mình thì ít ạ. Isuzu D-Max đời 2011. Vâng, biển Hà Nội 29C1158. Động cơ máy dầu 3.0, số sàn. Đấy, một cầu. Con này thì đi cực khỏe luôn, đầm luôn. Và giá nó chỉ có 325 triệu đồng ạ. Vâng, dòng xe bán tải giá rẻ, đời cao 2011, 325 triệu đồng. Xe cứng luôn ạ. Các bác đi công trình công trường, nói thật các bác chứ không chê vào đâu được. Con này thì lại khuyến mại cho các bác một năm đăng kiểm luôn. Một chiếc Isuzu D-Max số tự động nhá. Con này số tự động 2009, biển 98C26697. Con này là biển Bắc Giang. Và chiếc xe này thì động cơ máy dầu 3.0, số tự động. Và các bác cứ yên tâm là dòng này thì đi lành bền vô đối luôn. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Auto đang bán cái giá là 309 triệu đồng. Đấy, Lisa Lavara bản LE đời 2013, máy dầu nhập Thái bản 2.2, 2 cầu số sàn. Con này thì biển 29H48025, cũng là một mẫu xe lành bền, khỏe. Được cái là lòng Lavada, lòng xe rất là rộng rãi, nó rộng bên trong, kể cả thùng bệ hay là không gian người ngồi cũng rất là rộng luôn. Bề ngang rộng, thoải mái cho bác ngồi tiện lợi bên trong. Và đặc biệt là chiếc xe này giá nó chỉ có 379 triệu đồng thôi. Một chiếc Mitsubishi Triton đời 2017. Vâng, xe đẹp, bao zin các bác toàn bộ luôn, biển 88C20751, biển Vĩnh Phúc ấy ạ. Chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Auto đang bán cái giá chỉ có 515 triệu đồng thôi. Cam lè hai bên, cam 360 độ, lốp Radventure mới tinh luôn. Đấy, xe cứng, nắp thùng ngon. Và đặc biệt là đằng sau này, bên nhà em đang có một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc các bác ạ.
Con này thì nói thật với các bác là giá rẻ nên là em cứ giới thiệu thôi, bác nào mua được thì mua. Đấy, các bác cứ đến yêu giả giá là em bán con này luôn cho các bác. Vâng. Một chiếc DU Super Salon đời 1994 nhập khẩu Hàn Quốc, dòng xe hạng sang, số tự động các bác nhá. Con này là số tự động, biển 9807138, con này là xe tập lái luôn, số tự động nên là các bác mua về tập lái ở đúng chính hiệu luôn. Và giá chiếc xe đấy thì em đang bán với cái giá là 75 triệu đồng, nhưng mà các bác cứ đến thì giảm giá kịch sàn thoải mái cho các bác luôn. Có nghĩa là các bác cứ đến mua là có xe mang về. Đấy. Ngoài ra thì bên em đấy là bán tải nhá. Bán tải thì dãy bên này bên nhà em vẫn còn. Đấy, nhưng mà đây thì em giới thiệu cho các bác dãy bán tải để trước. Đấy, rất là rộng luôn. Đấy các bác nhìn này, quy mô bên nhà em lên hơn 50 con bán tải không ạ? Tiếp theo bên này là tao có một chiếc Hyundai Grand i10 đời 2015 nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.2 số tự động, biển 20A58579, và em này đang bán là 335 triệu đồng các bác nhá. 335 triệu đồng chiếc xe i10 2015 nhập khẩu này. Vâng, Kia Morning bản SLX 2010. Vâng, biển 15A02914, nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động 1.0. Con này thì đi rất là lành và chắc chắn luôn. Xe này một chủ từ mới, và con này chiếc xe này em đang bán với giá chỉ có 215 triệu đồng thôi. Bác nào mà yêu thích cái dòng Morning SLX bản đủ và xe số tự động thì đừng bỏ qua chiếc xe này. Con này sơn si đồng sơn đẹp, máy gầm chất và máy vẫn còn zin luôn đấy ạ. Đấy, 215 triệu đồng chiếc xe này. Thực sự là một chiếc xe đáng để mua. Các bác đến xem xe thì các bác sẽ hiểu. Vâng, chất xe thì cứng cáp vô cùng. Nói chung là đây, la răng hoa mai này, lốp dày này, sơn si căng đét luôn, kính zin bao cả xe. Kia Morning bản nhập form mới 2011. Vâng, động cơ máy 1.0 số tự động nhập Hàn, biển 15A01759, một chủ từ mới, lăn bánh 3 vạn. Bản full cửa sổ nóc nhá. Đấy, la răng hoa mai đầy đủ luôn. Đấy, xe cứng như này, nhưng mà bên em Vũ Duy Ô tô thì đang bán với cái giá chỉ có 207 thôi. Vâng, rất rẻ cho các bác luôn, 207 xe Morning số tự động bản nhập. Kia Cerato đời 2016, động cơ máy xăng 1.6 số tự động. Vâng, con này thì biển 12.07362 và đang bán là 488 triệu đồng. Đấy, 488 triệu đồng con Cerato đấy. Số tự động các bác nhá, 4 bánh phanh đĩa full option, cửa sổ trời đầy đủ. Nói chung là bên em thì xe nhiều lắm. Đấy các bác nhìn ạ, đấy mới là một cái lán nhỏ thôi. Còn đâu là bên này thì em còn nhiều vô đối luôn, tha hồ cho các bác xem. Đấy, một tiếng đồng hồ cho các bác xem xe ở bên Vũ Duy Ô tô. Kia Morning đời 2010, đấy, bản 1.0 số tự động, biển 14A26849. Con này là số tự động nhá, zin cả xe luôn. Xe đẹp, đấy, không có lỗi lầm. 189 triệu đồng, cũng là một chiếc xe lên mua cho các bác. 189 triệu đồng. Kia Morning đời 2018, động cơ máy xăng 1.25, số sàn. Vâng, biển 15A39692. Con này thì đang bán là 256 triệu đồng, 2018 các bác ạ. 256 triệu đồng. Đấy. Con số sàn, vâng. i10 bản đủ 2016 nhập Ấn, máy xăng 1.0 số sàn, con này đã rút hồ sơ rồi và đang bán là 258 triệu đồng. Đấy. i10 bản đủ với các bác nhá, 2016 ạ. Morning 2008, đăng ký 2009 nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.0 số tự động, biển 15A12243, con này thì đang bán với giá 189 triệu đồng, bản SLX số tự động ạ. Vâng. Tiếp theo bên này là tao có một chiếc Morning đời 2013, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 15A49588, đang bán là 162 triệu đồng. Giá rẻ luôn nhá, Morning 2013, giá là 162 triệu đồng. Đấy. Rất rẻ cho các bác luôn. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe Morning thì bên nhà em giá rẻ cũng rất là nhiều. Một chiếc Hyundai Ioniq đời 2014. Vâng, xe đẹp luôn. Xin lỗi các bác, con này 2012, động cơ máy 0.8, biển 88A03486, và con này thì đang bán là 156 triệu đồng. Một dòng xe giá rẻ đến từ Hyundai các bác nhá, 156 triệu đồng, Hyundai Ioniq. Vâng. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning 2011. Đấy, bản 1.0 số tự động nhập Hàn. Con này thì là bản van nhá, Morning van 2 chỗ 29D04719. Con này thì đang bán với cái giá là 210 triệu đồng. Đây là một chiếc xe bản full. Vâng. La răng của nó là la răng độ 8 chấu. Đấy. Xe đẹp, không lỗi. Vâng, số tự động bản full. Một chiếc Morning 2007 nhập Hàn, máy xăng 1.0 số tự động màu đen. Con này hàng hiếm luôn này. Vừa về đây, 15A24897. Con này thì hai chủ rồi.
Và con này đang bán là 169 triệu đồng. 169 triệu đồng chiếc Moling 207 các bác nhá. Chiếc Accent này thì vừa về xong, 15K101644. Con này thì em đang để ở đây thôi, tạm thời chưa có báo giá gì cả. Vâng. Chevrolet Spark đời 2010, động cơ máy xăng 1.0 số sàn nhập khẩu. Con này thì em đang bán cái giá chỉ có 86 triệu đồng, vẫn bớt cho các bác. Biển 17L0086, con này một chủ từ mới luôn nhá. Nội thất máy rất là ngon, xe cứng luôn và giá thì êm vô cùng, 86 triệu đồng. Nói thật các bác chứ, Spark mà đời 10 mà lại giá vậy thì nói thật các bác là không có ai bán được cái giá như em đâu ạ. Matiz thì không nói rồi, còn Spark cơ. Vâng. Chevrolet Spark 2011 bản van, số tự động nhập khẩu. Con này thì 155 triệu đồng, biển 35D0395. Đấy, nhà em thì có đến tầm 6-7 con như thế này nên các bác yên tâm nhá. Spark cái độ gọi là bốc xô luôn, 155 triệu đồng. Kia Morning đời 2014 nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.1 số tự động. Vâng, biển 29D04834. Con này thì đang bán với giá là 255 triệu đồng. 2014 nhá, số tự động nhập khẩu bản van. Đấy, 255 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning đời 2014. À, em này 2016 các bác ạ. Vâng, động cơ máy xăng 1.25 số sàn. Biển 9A103775 và con này đang bán là 209 triệu đồng, màu sơn vàng đẹp luôn các bác nhá. Vâng. Kia Morning đời 2012, động cơ máy xăng 1.1 số sàn, biển 98A15202 đang bán là 132 triệu đồng. Kia Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển đã rút hồ sơ rồi. Con này nhà em có hai con, giá là 215 triệu đồng. Em đã bán một chiếc rồi, còn một chiếc này nữa thôi ạ. Vâng. Còn một chiếc xe 2017 này thôi. Toyota Yaris đời 2013, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, nhập Thái. Con này zin cả xe, biển 15A44578 và chiếc xe này thì đang bán là 365 triệu đồng. Kia Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 14A23932. Em này thì đang bán là 225 triệu đồng. Bác nào mà yêu thích chiếc xe nào, các bác chỉ cần chụp màn hình gửi qua Zalo báo giá thì em sẽ gửi chi tiết cho các bác chiếc xe, chi tiết xe cũng như là báo giá chi tiết cho các bác nhá. Kia Morning bản S 2018, động cơ máy xăng 1.25 số tự động, biển 18A1198, con này thì đang bán là 358 triệu đồng. Đây là Morning bản S 2018 đó các bác, nên là giá nó sẽ hơi nhỉnh một chút. Thì các bác nào mà yêu thì các bác chú ý ạ. Vâng. Morning bao giờ giá nó cũng giữ giá rất là ok. Morning 2013, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 15A11247. Con này thì đang bán là 169 triệu đồng các bác nhá. 169 triệu đồng chiếc xe này. Và bây giờ thì ta sẽ sang dãy sedan hạng sang các bác nhá. Vâng, đây là một dãy sedan hạng sang mới bên nhà em. Toyota Camry đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số tự động. Vâng, con này sản xuất 2013 và chiếc xe này thì biển 99A35979 đang bán với cái giá là 539 triệu đồng. Vâng. Toyota Camry đời 2009 nhập đài, máy xăng 2.0 số tự động, biển 34A07306 đang bán là 419 triệu đồng. Một mẫu sedan hạng sang rất đẹp luôn mà giá lại rất là mềm, 419 triệu đồng. Nissan Sunny đời 2019, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 18A15046 đang bán là 415 triệu đồng các bác nhá. 415 triệu đồng chiếc Nissan Sunny này. Kia Cerato đời 2018, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 14A38282 và con này thì em đang bán là 419 triệu đồng. Đấy, mẫu Cerato giá rẻ cho các bác luôn. Nhiều bác rảo rất mình, sao lại rẻ thế? Bảo đấy, bên em bán vậy thôi. Kia Cerato đời 2018, máy xăng 1.6 số sàn, biển 14A31398, con này đang bán là 439 triệu đồng. 439 triệu đồng màu vàng cát các bác nhá. Đấy, chênh nhau hẳn 20 triệu các bác biết là đấy nào. Vâng. Một chiếc Cerato mới về, biển 15A53091. Vâng, 2019, con này à 2018, con này 28 ạ. Vâng, và chiếc xe này thì bán loanh quanh hơn 4 đồng, bản phun cửa nóc số tự động, nói đùa các bác chứ 475 triệu đồng ạ. Kia Cerato đời 2017, động cơ máy xăng 1.6 số sàn.
Một chiếc Mazda 2 2016 động cơ 1.5 số tự động. Con này thì giá chỉ có 409 triệu đồng nhưng mà khách đã cọc rồi các bác. Con này đã cọc rồi nhá. Kia Cerato đời 2010 nhập khẩu, máy xăng 1.6 số tự động biển 15A35010. Chiếc xe này đang bán là 325 triệu đồng, cửa sổ trời đầy đủ luôn cho các bác luôn. Và bên này thì Cerato trắng này thì em đã cọc rồi. Vâng. Một chiếc Toyota Camry 2.4G 2013 nhập Canada. Con này thì ga tự động, ghế điều chỉnh điện, biển 14A14543. Chiếc xe này đang bán với giá là 238 triệu đồng các bác nhá. Vâng. Bên em thì đấy mới là chưa được một nửa bãi xe đâu. Còn lại rất nhiều xe luôn, tha hồ cho bác xem xe. Một chiếc Mitsubishi Ranger đời 2009 nhập khẩu bản máy xăng 2.4 số tự động. Con này thì bản Việt nhầm lỡ mồm là nhập khẩu ạ. Biển 16 là 0900, đang bán 279 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Santa Fe. Con này thì khách đã cọc rồi các bác, đang rút hồ sơ rồi. Ford Everest đời 2005, đăng ký 2006, động cơ máy dầu 2.5 số sàn, biển 36A22044, đang bán là 195 triệu đồng. Toyota Innova đời 2015, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 30A71639, con này vừa về xong, đang bán là 409 triệu đồng nhá. Hyundai Accent thì chiếc xe này thì đã cọc rồi, đấy, em không báo nữa. Mazda BT50 khách vừa cọc sáng nay xong. Đấy, vâng. Đúng mùng 1 có khác. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Mitsubishi Rally đời 2005, động cơ máy xăng 2.0, số sàn MPA, biển 34A11028. Và chiếc xe này đang bán với giá là 142 triệu đồng. 7 chỗ ngồi rộng rãi nhưng giá rất rẻ luôn, 142 triệu đồng. Ford Ranger đời 2006, một chủ từ mới, động cơ máy dầu 2.5 số sàn, đã rút hồ sơ rồi, con này đang bán là 238 triệu đồng các bác nhá. Đăng kiểm thì các bác mua thì sẽ đăng kiểm thêm 1 năm cho các bác luôn. Kia Carrera đời 2009, động cơ máy 2.0 bản full số tự động, zin cả xe, biển 15A13797, đang bán là 279 triệu đồng. Cửa nóc 7 chỗ ngồi, rộng rãi và yêu thương luôn. Một chiếc Hyundai Starrex đời 2001, con này thì niên hạn vẫn còn đến 2027. Và chiếc xe này thì đang bán với cái giá là chỉ có 69 triệu đồng các bác nhá. 69 triệu đồng chiếc xe Hyundai Starrex tải van, 9 chỗ ngồi hoán cải thành 3 chỗ, không gian thùng rất rộng luôn. Toyota Innova bản E 2013, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 89A174454. Con này đang bán là 356 triệu đồng, cam lùi cam hành trình đầy đủ, nội ngoại thất tươi mới, xe đẹp luôn, cứng cáp luôn. Dãy bên này thì em đang có một chiếc Mitsubishi Pajero đời 2000, động cơ máy xăng 3.0 số sàn V6 nhá, biển 30A40765. Xe này em đang bán 135 triệu đồng, bây giờ 125 triệu đồng cũng bán. Vâng, đây là một dòng xe hầm hố to cao, hai cầu, số khô sàn rất khỏe luôn. Dòng này chạy đường trường, địa hình quá ok luôn. Toyota Innova đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 30Z5143, đang bán 298 triệu đồng. Toyota Innova đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 15A35546, 325 triệu đồng. Một mẫu xe 8 chỗ cho các bác nhá, dòng này 8 chỗ thoải mái cho các bác đi luôn. Mitsubishi Ranger đời 2009, 7 chỗ ngồi, gầm cao máy khỏe. Con này thì biển 88A49171 và đang bán cái giá là có 195 triệu đồng ạ. Vâng, rất rẻ luôn. Ranger là một dòng xe hầm hố nhưng mà lại giá rất rẻ luôn các bác nhá. Toyota Innova đời 2010, động cơ máy xăng 2.0 số sàn, biển 14A12752, đang bán là 289 triệu đồng. 289 triệu đồng. Chevrolet Captiva đời 2009, biển con này biển 89A0693, biển Hưng Yên ạ, giá là 215 triệu đồng, số sàn đấy các bác nhá. Vâng, máy xe rất là đẹp và số này dòng này số sàn chạy lành bền luôn. Nissan Livina đời 2011, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 470783, con này đang bán là 195 triệu đồng, màu sơn xanh rất là đẹp luôn, xanh thiên thanh. Vâng, hàng hiếm luôn. Con này là Kia Cerato của Đức Hảo bên em để đi công vụ. Vâng, bên nhà em thì mỗi anh em có một con đi công vụ, còn đâu là xe để bán thì thoải mái luôn. Toyota Jay đời 2005, động cơ máy xăng 1.8 số sàn, biển 99A07432 và đang bán là 186 triệu đồng.
Vâng, nhiều bác thắc mắc bảo bên nhà em làm sao mà lại nhiều xe thế, ai là chủ? Vâng, thưa các bác, tất cả bên nhà em ai cũng làm chủ, vì bên em là góp cổ phần, mỗi người khoảng tầm 20-30 xe thôi, thì là cả thành cái bãi này thôi. Vâng, lúc em M7 đời 2014, động cơ máy xăng 2.2 số tự động nhập khẩu, con này là một chiếc xe cực đẹp luôn, biển 34LD0437 và đang bán là 375 triệu đồng. Đấy, đã lên đời 375 triệu. Và trước khi Hyundai Tucson này thì bác khách nhanh tay đã cọc ngay chiếc xe này rồi, nên là nói chung là em sẽ không báo giá nữa. Ford Fiesta đời 2011, động cơ máy xăng 1.6 số tự động biển 15A88596 và đang bán là 259 triệu đồng. Vâng, 259 triệu đồng chiếc xe Ford Fiesta màu cam này các bác nhá. Vâng, đây là một dòng xe chạy rất là lành, xe cứng và giá rất là ok luôn. Hyundai Tucson đời 2011, động cơ máy xăng 2.0, bản 2 cầu, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Dòng này thì form mới đi cực sướng luôn, 998A12135, cửa sổ trời này, cam hành trình, cam lùi, lội ngoại thất thì tươi. Dòng này là một dòng xe gầm cao 5 chỗ nhưng mà giá nó chỉ có 415 triệu đồng ạ. Vâng, rất là mềm cho các bác luôn, 415 triệu đồng. Toyota Jaguar đời 2007, động cơ máy xăng 2.4, số tự động, nhập khẩu Nhật Bản. Dòng này máy thì vậy thôi nhưng mà ăn xăng rất ít luôn, chỉ tầm khoảng 8 lít trên 100 cây. Biển 14-3885 và đang bán là 368 triệu đồng. 368 triệu đồng các bác nhá. Toyota Innova bản G đời 2007, động cơ máy xăng 2.0, số sàn. Con này zin tuyệt đối, biển 29A23731 và đang bán là 239 triệu đồng. 239 triệu đồng chiếc xe này rồi ạ. Toyota Innova đời 2013, động cơ máy xăng 2.0, số tự động, biển 14A19264, đang bán là 395 triệu đồng. Một chiếc xe đã được độ rất là nhiều, đầy đủ đồ chơi, máy gầm chất, xe cứng luôn. Vâng, đó cho bác. Chevrolet Captiva đời 2011, động cơ máy xăng 2.4, số tự động, biển 29A09806, đang bán là 309 triệu đồng các bác nhé. Vâng, chỉ 309 triệu đồng con xe Captiva đẹp như này thôi ạ. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Mỹ, quá đẹp luôn. Hyundai Santa Fe đời 2015, động cơ máy xăng 2.4, số tự động, biển 15A31078 và đang bán là 695 triệu đồng. Bác nào bỏ ra 300 thì là xách xe về, trả góp trong vòng 6 năm. Đấy, 2015 Santa Fe các bác nhá. Hyundai Santa Fe đời 2008, động cơ máy dầu 2.0, số tự động nhập khẩu bản MLX. Dòng này động cơ VGT rồi, biển 15A36008 và đang bán với giá là chỉ có 419 triệu đồng con này thôi ạ. Vâng, bằng con Tucson máy dầu 21, máy xăng 21 ạ. Honda CR-V đời 2014, động cơ máy xăng 2.4, số tự động, biển 15A15428 và con này đang bán là 646 triệu đồng. Một chiếc Toyota Fortuner đời 2013, động cơ máy xăng 2.7, số tự động 2 cầu, biển 14A05529 và đang bán là 539 triệu đồng. Vâng, 539 triệu đồng các bác nhá. Hyundai Honda CR-V đời 2013, động cơ máy xăng 2.0, số tự động, zin cả xe, biển 15A68693, đang bán là 563 triệu đồng. Vâng, 565 triệu đồng ạ. Vâng, xin lỗi các bác. Hyundai Tucson đời 2021, động cơ máy dầu bản full 2.0 số tự động, biển 15A83996 đang bán là 979 triệu đồng. Mazda CX-5 đời 2014, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A14618 đang bán là 589 triệu đồng. Đấy, CX-5 giá rẻ đấy ạ. Mazda CX-5 đời 2017, một con xe vừa về xong. Động cơ máy xăng 2.5 số tự động và con này thì giá là 699 triệu đồng, đã rút hồ sơ rồi các bác nhá, 699 triệu đồng. Bên kia thì nhà em đang giao chiếc Hyundai i10 2017 cho bác khách ở Thanh Hóa, biển 36A74203 đó. Vâng, nói chung là bên nhà em thì xe về rất là nhiều và nhanh. Thì bác nào mà muốn mua xe bên em thì các bác chỉ cần ở nhà đặt cọc online cũng được. Bên nhà em giao xe tận nơi cho các bác luôn. Hyundai i10 2017 nhập ấn, máy xăng 1.0 số tự động, biển 15A48917, con này đang bán là 345 triệu đồng. Một chiếc Anglong SC515RV đời 2011, động cơ máy 1.5 số sàn, biển 15A30987 nhập khẩu nguyên chiếc. Con này zin cả xe không lỗi và giá chỉ có 115 triệu đồng thôi. Một dòng xe giá rẻ cho các bác ấy ạ, 115 triệu đồng con này nhá.
Hyundai Accent đời 2018 động cơ máy xăng số sàn 1.4 bản đủ, con này đang bán là 405 triệu đồng, biển 88A22093 các bác nhá. Accent 2018 bản đủ đấy ạ. Vâng, một chiếc Ford Laser đời 2002 động cơ máy xăng 1.8 số sàn MPA, biển 35A23192 và em này thì bên em đang bán được cái giá là 145 triệu đồng. Đấy, đây là một dòng xe giá rẻ cho các bác luôn. Xe đẹp, một mẫu sedan hạng sang đấy ạ. Toyota Camry đời 2000, động cơ máy xăng 2.2 số sàn. Con này đã rút hồ sơ rồi, máy số thân vỏ zin và đang bán là 179 triệu đồng chiếc xe màu sơn xanh này nha các bác nhá. Thời tiết hôm nay phải nói là quá đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, bãi xe bên nhà em đây cực kỳ nhiều xe luôn. Đấy, các bác chỉ cần đến xem xe và lái thử là đảm bảo với các bác kiểu gì cũng có xe xách về. Một chiếc Deulacetti đời 2010, hải lệ 9, con này 209 các bác nhá, biển 15A07442. 44 và con này thì đang bán cái giá là 152 triệu đồng. Đấy. Honda Civic đời 2008, động cơ máy xăng 1.8 số tự động, biển 15A27524 và đang bán là 290 triệu đồng. Đấy. Chỉ 290 triệu đồng chiếc xe này thôi ạ. Một chiếc Buick Excellent đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, con này chỉ 145 triệu đồng số tự động nha các bác nhá. Số tự động 145 triệu đồng, biển 14A16641. Deulacetti đời 2009, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 14A06836. Con này thì nói một chiếc xe đẹp, đại chất luôn, biển giá là 148 triệu đồng, một mẫu sedan cứng luôn. Dòng này đi rất là lành. Vâng, đi Lacetti là một dòng xe rất là lành, đến từ Hàn Quốc luôn đấy ạ. Mazda 2 đời 2018, động cơ máy xăng 1.5 số tự động. Vâng, con này đã rút hồ sơ rồi và đang bán là 446 triệu đồng. Con này đã bán rút hồ sơ được các bác nhá. Đây là các bác Mazda 2 đợt này thì cũng rất nhiều người lựa chọn nên các bác yên tâm. Vâng, kiểu gì cũng có xe cho các bác. Deulacetti bản SE 2010, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 15A69648 và đang bán là 225 triệu đồng. Deulacetti đời 2009 nhập Hàn, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 16L1229 và con này thì đang bán là 209 triệu đồng. Hyundai Avante đời 2015, động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A38147, con này đang bán là 359 triệu đồng. Vâng, Chevrolet Cruze đời 2018, động cơ máy xăng 1.6 số sàn, biển 15A38836, con này đang bán là 358 triệu đồng. Vâng, Cruze bên em thì khá là nhiều các bác ạ. Vâng, ví dụ con đời 2017 đây thì đang bán là 345, vâng, biển 88A71715 ạ. Cruze đời 2013, máy xăng số sàn, biển 88A17299, con này cũng đang bán là 262 triệu đồng. Đấy, Cruze giá rất rẻ và mềm luôn các bác nhá. Tha hồ cho các bác xem xe luôn. Deulacetti bản EX đời 2010, biển 16L4609 và đang bán là 225 triệu đồng. Đấy. Bên này thì em có một chiếc i30 bản CW. Vâng, một dòng xe nhập Hàn, xe rất là rộng luôn, động cơ 1.6 số tự động, biển 15A21316 đang bán là 315 triệu đồng. Con này thì full kịch đồ rồi. Và những ai gia đình mà muốn đi những cái dòng xe SUV gầm thấp, tiện lợi, đầy đủ, tiện nghi đấy, thì cứ em này mà chơi, 315 triệu đồng. Một chiếc i-Accent 2014, động cơ 1.4 số tự động nhập Hàn, con này thì khá là đẹp, xe cứng, biển 14A25133 đang bán là 379 triệu các bác nhá. Vâng, Lancer Fortis đời 2009 nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.8 số tự động, biển 15A17021 và đang bán là 315 triệu đồng. Kia Rio đời 2013, động cơ máy xăng 1.4 số tự động nhập khẩu, con này thì biển 12A16102 đang bán là 350 nha các bác nhá. Vâng, 350. Toyota Camry đời 2005, một dòng xe rất là bền lành, động cơ máy xăng 2.4. Xe này thì đẹp rồi, biển 15A25272 và con này em đang bán thì giá nó chỉ có hơn 2 đồng một chút thôi, giá rẻ bất ngờ luôn cho các bác nhá. Vâng. Nissan Sunny đời 2019, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 18A15046, một dòng xe rất là bền lành, xe đi cực ngon luôn, đầm chắc và không gian bên trong thì cực kỳ rộng rãi và giá con này chỉ có 415 triệu đồng thôi. Ngoài ra thì bên em có rất nhiều xe. Đây các bác nhìn này, ngay ngoài bãi này. Xe về và chưa kịp dọn dẹp nhé các bác nhá. Đây này, em sẽ không báo chi tiết những chiếc xe đây ạ. Toyota Vios đời 2019, động cơ 1.5 số tự động, biển 14A43838, con này thì đang bán là 526 triệu đồng. Vâng.
526 triệu là 3 triệu đồng các bác nhá. Mazda 3 đời 2016 là một cơ máy xăng 1.5 số tự động biển 14A28007 đang bán là 498 triệu đồng. Một chiếc Mazda sedan vừa nằm ở đây xong, khách đến cái chốt cọc ngay, thế là thôi, con đấy không báo được nữa rồi. Đang không còn xe ở đây nữa rồi. Cái Cerato này thì vừa mới về xong, đang dọn dẹp, chưa có báo giá nha các bác nhá. Vâng. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Vừa về, giá cả thì sẽ báo sau cho các bác vào ngày mai. Toyota Vios bản eCVT đời 2021, máy xăng 1.5 số tự động biển 15A71093 đang bán 535 triệu đồng. Vâng, Mazda 3 2011, động cơ 1.6 số tự động nhập khẩu, con này giá 325 triệu đồng, 28 triệu các bác nhá. 328 triệu đồng trước Mazda 3 2011 này. Mazda 3S 2014 form mới, động cơ máy xăng 1.6 số tự động biển 15A13787 đang bán là 398 triệu đồng. Đấy. Xe rất đẹp và giá rất rẻ luôn. Tầm này bắt đầu chiều tối các bác ạ. Phải nói thực sự là thời tiết quá nhanh tối luôn. Mazda 3 2012 động cơ 1.6 số tự động. Đấy. Giá là 355 triệu đồng, biển 14A05212 các bác nhá. Toyota Yaris đời 2007, biển 14 là 1406. Vâng, xe đẹp vừa về xong, động cơ 1.3 số tự động nhập Nhật, 275 triệu đồng. Đấy. Honda Civic đời 2008, động cơ 1.8 số sàn, biển 35A20577, con này đang bán là 239 triệu đồng. Honda Civic đời 2009, động cơ 1.8 số tự động, biển 14A26182, đang bán 286 triệu đồng. Đấy. Honda Civic 2011, động cơ máy xăng 1.8 số tự động, biển 15A01015, bán 345 triệu đồng. Đấy. Vâng, rất nhiều xe, tha hồ cho các bác lựa chọn luôn nhá. Mazda 2 đời 2017, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 14A27485. Con này thì khách đã cọc rồi. Vâng. Khách đã cọc rồi các bác nhá. Vâng. Nói chung là bên nhà em thì dòng đợt này Mazda 2 về con nào mất hình con đấy luôn. Phải nói là đợt này khách lựa chọn Mazda 2, Mazda 3 cực nhiều luôn các bác nhá. Nên là bác nào mà muốn mua thì các bác nhanh tay lựa chọn, là các bác đăng ký qua kênh theo dõi trực tiếp hàng ngày. Nếu mà có thì các bác có thể điện thoại và đăng ký đặt hàng. Đây Ulubera đời 2002, động cơ 1.6 số sàn. Và con này thì biển 14 là 8045, giá 68 triệu đồng luôn. Một chiếc Kia Morning giá rẻ cho các bác nhá, chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Kia Morning đời 2014, con này thì giá nó chỉ có hơn 160 tỷ thôi. Biển 98A45484. Và đấy, bác nào mà nhanh tay xích ngay con này về thì có rất là ok. Kia Sedan đời 2005, động cơ máy 1.3 số sàn, nhập hàng, biển 88A04383, con này đang bán 69 triệu đồng. Đấy, hàng về luôn. Hyundai Grand i10 đời 2014, đăng ký lần đầu 25, nhập khẩu, động cơ 1.0 số tự động, biển 15A23661, và con này đang bán là 298 triệu đồng. Daewoo Matiz SE 2007, nhập hàng, máy xăng 0.8 số tự động, biển 15A07767, 140 triệu đồng. Chevrolet Park Van 2011, động cơ 1.0 số tự động, nhập Hàn, biển 29D0149, con này đang bán là 155 triệu đồng. Kia Morning bản GT 2021, động cơ máy 1.2 số tự động, biển 35A22590, form mới các bác nhá. 456 triệu đồng, không phải là hàng full kịch mà. Vâng, hàng full kịch nên giá nó đương nhiên là cũng khá là ok. Kia Morning đời 2009, động cơ 1.0 số tự động, nhập Hàn, biển 29A37286, giá là 210 triệu đồng. Đấy. Morning đời 2016, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 15A27917, đang bán là 208 triệu đồng. Chevrolet Park 2011, động cơ máy xăng 0.8 số sàn, biển 34A30010, đang bán 95 triệu đồng. Đấy, xe rất đẹp mà giá lại vô cùng tuyệt vời. Morning đời 2020, máy xăng 1.2 số tự động, biển 12A18272, vừa về xong, 355 triệu đồng. Toyota Wigo 2019, biển 15A48574, và con này đang bán thì cái giá chỉ có 289 triệu đồng các bác nhá. 289 triệu đồng chiếc Wigo 2019 này. Một chiếc Morning vừa về 2012 form mới, biển 30A37288, con này đang bán 135 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lancetti đời 2005, con này thì đang bán cái giá chỉ có 95 triệu đồng thôi. Xe thì vừa về, để lâu tí em đang sạc bình, nói chung là chắc là phải đổi cái bình mới rồi. Các bác yên tâm. Honda Accord đời 1993, động cơ máy 2.0 số tự động, số sàn, nhập Nhật, biển 20A10708, đang bán 75 triệu đồng.
một dòng xe sedan cổ cổ tí cho các bác nào mà có tuổi đi những cái dòng này rất là lành bền luôn nhá. Kia Morning Van đời 2012 nhập Hàn, máy xăng 1.0, số tự động, biển 78D0083, đang bán 220 triệu đồng. Vâng, một chiếc Morning 2016 động cơ máy 1.25 số sàn. Con này thì đang bán là 209 triệu đồng các bác nhá. Deumatis bản SA 2006 nhập Hàn, máy xăng 0.8, số tự động, xe đại chất, biển 14A08054, đang bán 135 triệu đồng. Chevrolet Park Van 2011 biển 29D00322, con này thì bán 95 triệu đồng. Đấy, 95 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Vâng. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều, con này thì khách đã cọc rồi, không báo giá nữa. Vâng, Kia Morning đời 2017, máy xăng 1.25, số sàn, giá là 210 triệu đồng, con này đã rút hồ sơ rồi. Đấy. Một chiếc Hyundai Grand i10 2014, số tự động nhập khẩu, bản máy xăng 1.0, đấy, màn Android, 4 loa súp, đèn bi cầu, giá của chiếc xe này thì cũng rất là rẻ thôi các bác nhá. Vâng, 2014, khoảng tầm 200 một chút thôi các bác. 22 đời 2012, động cơ máy 1.5, số tự động nhập khẩu, biển 15A06032. Em này thì đang bán với giá 179 triệu đồng, số tự động nhá, số tự động 179 triệu đồng. i10 2015, số tự động nhập Ấn, máy xăng, giá 315 triệu đồng rồi, số tự động các bác nhá. i10 2016, số tự động nhập Ấn, máy xăng 1. Số sàn, đây là số sàn. Vâng, máy 1.0, 218 triệu đồng con này. i10 2019, máy xăng 1.2, số sàn, giá 329 triệu đồng. Vâng, form mới rồi, xe này thì đẹp rồi, khỏi chê. Vâng, Morning 2011, động cơ máy xăng 1.0, số sàn, biển 15A03871, con này đang bán là 135 triệu đồng. Getz 2009, số sàn, nhập Hàn, máy xăng, biển 15A46099, giá 135 triệu đồng. Đây là một mẫu xe rất là bền lành, động cơ 1.1 đấy nhá. Xe thì dán tem Sport xịn sò rồi. Vâng. Đấy. Còn những cái dãy này thì bên nhà em là đang cọc rồi. Ví dụ như là Vios 22 này, biển Hà Nội này, khách cọc rồi này. i10 nó cọc rồi này. Vios 22 màu đen biển Hải Phòng cọc rồi này. Jazz 4 cọc rồi. Nói chung là dãy cả cái dãy này thì toàn là xe cọc thôi. Các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Bên em thì có rất nhiều xe, hào hứng các bác đến xem xe luôn, trải nghiệm lái thử cả ngay. Và bên em thì đảm bảo các bác tất cả xe đều không có lỗi, bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Còn các bác nào mà phát hiện ra thì hoàn xe trả tiền, và có thể là rõ ràng là chuyện chịu phạt luôn cho các bác. Nhưng mà nói chung là bên em thì test thợ đến 3 lần nên các bác yên tâm, về chất thì đảm bảo cho các bác không bao giờ phải lo nghĩ luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với chương trình series những chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ tại bên em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.